Sở hữu một ngôi nhà là niềm mơ ước của nhiều thế hệ sinh sống tại Mỹ. Nhưng có nhiều bạn do rào cản ngôn ngữ và chuyên môn đã phải bỏ lỡ giấc mơ Mỹ của mình. Với một chuyên viên địa ốc giỏi và tận tâm có thể giúp bạn hiểu thêm về việc mua nhà từ lúc chọn nhà tới khi lấy nhà. Hôm nay với chúng ta là Jenny Phạm, CEO và broker cho JP Real Estate Mortgage Inc. Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bất động sản tại San Diego, Jenny sẽ chia sẻ với chúng ta toàn bộ quá trình mua nhà bên Mỹ. Jenny, một khi offer mua nhà của mình đã được nhận, những bước tiếp theo sẽ là gì? Trước hết thì Jenny xin cảm ơn tất cả quý vị đang xem cái chương trình của chị Teresa. Cảm ơn chị đã mời Jenny tới đây. Hôm nay là Jenny sẽ cho mọi người biết là từ cái lúc mà offer mình được chủ nhà nhận á, cho tới khi mà mình lấy chìa khóa là nó sẽ như thế nào ha. Thì khi mà offer mình được nhận xong á, mình sẽ làm cái bước tiếp theo, nó gọi là open escrow, là mở hồ sơ escrow. Thì escrow, Jenny không có cái từ bên Việt Nam dịch ra cho mình. Đó là một cái quá trình mà mình bỏ tiền cọc của mình á, thường là khoảng 5.000, 10.000, 20.000 gì đó vô trong một cái công ty trung gian để họ giữ cái tiền đó cho mình, và trong lúc mình làm những cái thủ tục khác. Thì khi mà mình bỏ tiền vô xong, mình bắt đầu mình làm cái kiểm nhà, mình kiểm coi cái nhà này có bị hư gì không, mình xem những cái giấy tờ chủ nhà viết qua cho mình, tức là những cái gì mà họ biết về căn nhà thì họ phải gửi qua cho mình hết, tất cả là đều phải viết trên giấy tờ hết. Và mình đọc những cái report về cái chủ quyền của cái nhà này để xem nó có bị cái vết nhơ gì hay không. Đồng thời trong lúc cái thời gian mà mình kiểm những thứ đó đó thì mình sẽ nộp đơn cho cái loan của mình. Thì cái quá trình làm loan là cái tốn thời gian nhất. Mình cần phải lót cái phân lời, mình làm những cái điều kiện để mà được cái loan. Thì tới khi mà cái loan kết thúc thì thường là 30 ngày escrow á, là coi như mình sẽ xong, và lúc đó là mình lấy chìa khóa nhà. Trong cái những cái hành trình mà Jenny đang nói tới thì nó có rất là nhiều giai đoạn. Hương muốn trở lại một chút xíu, tại vì khi mà các bạn mua nhà, Hương muốn nhờ cho họ hiểu cái từ của tiếng Anh và cái sự giải thích của Jenny vừa rồi. Cho nên Jenny trở lại từ đầu giùm cho mình nha, là một khi mà mình đã được người ta nhận cái offer của mình rồi, cái kế tiếp Jenny nói là sẽ mở escrow. Rồi từ escrow đó sẽ có nhiều cái coi như là Kiểm nhà. kiểm nhà, kiểm nhà. Jenny có thể go over cái đó giùm cho mình một chút xíu được không? Cái khúc mà kiểm Qua nhà kiểm nhà và đặt cái tên qua cái từ của tiếng Anh của tiếng để Anh. cho những bạn mua nhà hiểu thêm về về cái connection đó cho mình. Thì khi mà mình offer cái nhà đó, mình tới thì mình chỉ xem căn nhà đó là nó đẹp hay nó xấu, nó sơn màu gì, cái tủ nó ra sao thôi. Chứ thật sự mình cũng không biết á, là nó có bị hư hại gì hay không. Thì mình có cái quyền mình kiểm nhà, thì mình có quyền mình thuê người chuyên môn tới để kiểm xem cái tình trạng của cái căn nhà đó như thế nào. Kiểm nhà về mặt tiếng Anh nó sẽ Là là inspection. inspection. Tức là mình làm cái đó, nó gọi là inspection, physical inspection. Là mình tới mình cho người kiểm những cái nhà này coi có bị hư hại gì hay không, để mình có thể mình từ chối, mình không mua nữa, mình rút tiền cọc mình về, hoặc là mình sẽ thương lượng với chủ nhà sửa những cái món đó cho mình, hoặc là cho mình tiền lại để mình sửa. Jenny có đề cập đến một cái mà Hương thấy là quan trọng, tại vì nhiều bạn khi mua nhà họ nghĩ họ bỏ cái deposit xuống và cái quyền lợi của họ, sự thật ra không, họ không hiểu là cái quyền lợi là như thế nào nữa. Nhưng Jenny vừa đề cập tới là có thể những cái bước mà mình đi nếu mà nó không vừa ý với mình có thể mình lấy lại cái tiền cọc của mình. Đúng rồi chị Hương. Thì cái tiền cọc của mình á, là mình bỏ vô escrow để mình làm tin. Tại vì bên luật, ví dụ luật của Cali á, là phải có tiền cọc thì mới có cái hồ sơ. Đó, thì trong lúc đó nếu mà mình kiểm nhà mà nhà nó hư nhiều quá và hai bên không có tới một cái sự thỏa thuận nào hết, thì mình sẽ cancel và mình lấy cái tiền cọc đó. Dĩ nhiên mình mất cái tiền trả cho người ta tới để kiểm nhà rồi. Đó, tại vì cái đó là cái quyền lợi của mình và họ cần phải được trả tiền khi họ tới. Và mình có những cái bảo vệ khác nữa, ví dụ giống như là cái loan làm không được thì cũng lấy tiền cancel, lấy tiền lại. Hoặc là cái định giá nó không có ra, ví dụ mình offer cái căn nhà đó 800 ngàn mà cái định giá nó chỉ ra 700 rưỡi thôi. Nếu mà trong cái hợp đồng mà nó có những cái điều khoản đó, mình có thể thương lượng lại, và nếu mà thương lượng không thành công thời điểm đó thì mình có thể mình hủy cái hợp đồng và lấy toàn bộ số tiền cọc của mình lại. Jenny có đề cập tới hai cái khác nhau, một cái là appraisal
và một cái là cái inspection. Dạ đúng rồi. Hai cái đó là hoàn toàn khác nhau luôn. Thì cái appraisal là cái định giá, nếu như mà cái loan mình á mà nhà băng nó cần cái appraisal đó đó là mình phải trả tiền đó và không có thương lượng gì hết. Và họ chỉ tới khoảng chừng cỡ 5 phút họ chụp hình để coi cái nhà đó nó có nguyên vẹn, nó có đáng cái giá mà mình mua hay không. À, để cho nhà băng quyết định là cho mình mượn tiền hay không. Còn cái inspection á là cái kiểm nhà, là cái đó là cái quyền lựa chọn của mình, cho nên mình muốn biết cái tình trạng của cái nhà thì mình mướn người để làm cái chuyện đó cho mình. Và cái đó là người ta tới thì thường là khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 3-4 tiếng tùy vô cái độ lớn của cái nhà đó chị Hương. Thì người ta sẽ coi mái nhà, termite, mối mọt, rồi cái nền nhà, cái móng, cái hệ thống nước này nọ kia, điện, tất cả các thứ. Vậy Hương muốn hỏi cái inspection nó có ảnh hưởng tới cái loan qualification của mình hay không? À, thường là không nha chị Hương, tại vì cái inspection đó, nó là cái sở hữu của mình, tức là cái report, cái bản báo cáo đó chỉ có mình và agent của mình biết thôi. À, bên nhà băng họ không có đòi những cái đó. Tuy nhiên nếu mà cái nhà mà nó tệ quá và nó có những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng tới cái sự an toàn hoặc là sức khỏe của mình đó, ví dụ giống như là cái miếng gỗ nó đang đung đưa toàn ten hay là đinh ốc nó chỉ ra đó, thì nhà băng có thể bắt chủ nhà hoặc là ai đó là sửa những cái đó trước khi họ cho đóng. Nhưng mà những cái gì mà bên cái inspection mà họ kiểm ra, cái kiểm nhà mà họ biết ra đó, thì mình đừng có gửi lên nhà băng thôi. Tức là khi mà mình thương lượng với chủ nhà cho tiền mình lại á, thì mình chỉ gửi lên nhà băng cái tờ giấy là chủ nhà đồng ý cho lại mình cái số tiền đó, rồi họ không cần biết cho về cái mục đích gì, thì sẽ không bắt mình làm những cái sửa chữa những cái vấn đề đó. Ok. So nếu mà như vậy đó, thì cái report mà kiểm nhà nó không có phải tự động mà nó gửi cho cái appraisal của mình, hoặc dạ, cái như cái loan của mình. Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. So then nếu mà mình đi ngược trở lại là mình sẽ mở escrow khi mà mình được accept cái offer. Dạ. Xong rồi sau đó đó thì là mình bắt đầu làm appraisal. Và cái inspection, hai cái này nó sẽ làm cùng một lúc hay là... Dạ, nó tiến hành song song. Uh-huh. Tức là cái appraisal đó là cái bên phần của cái loan. Uh-huh. Nó tiến hành song song, nó đi một cái đường riêng của nó. Trong cái thời điểm đó, mình làm inspection, mình đọc report, mình hỏi chủ nhà những cái gì mình cần hỏi, mình kiểm nhà, tất cả những cái đó nó làm hai cái song song cùng một lúc. Thường á, thì cái phần kiểm nhà, đọc report nó sẽ xong trước khi cái loan. Tại vì cái loan nó xong cái là mình đóng hồ sơ và mình lấy chìa khóa luôn. Ok, so nếu mà nó đi song song với nhau như vậy, thì nếu mà cái appraisal nó ra không có vừa, không có đúng cái tiêu chuẩn mà nhà băng nó expect, hoặc là cái inspection mà mình không vừa ý, thì mình có bao nhiêu ngày để mà mình đổi ý và mình có thể mình lấy lại tiền cọc của mình? Dạ, trên cái hợp đồng của mình, và cái này tùy vô hai bên thương lượng với nhau. Tại vì cái hợp đồng nó có những cái ngày nhất định, ví dụ là có 17 ngày cho cái vụ mà kiểm nhà, 17 ngày cho cái định giá nhà. Cái đó là song song cùng một lúc luôn? Dạ, song song, tất cả là đều đếm từ ngày mở escrow hết, và 21 ngày cho cái loan. Tuy nhiên á, mỗi căn nhà và mỗi cái deal á, nó sẽ khác nhau tùy vô hai bên thương lượng với nhau như thế nào. Thì khi mà mình có những cái ngày nhất định và những cái ngày này, thì cái người địa ốc người ta sẽ giúp mình theo dõi những cái ngày này. Thì trong cái thời hạn mà mình kiểm nhà, trong cái thời hạn mình được làm cái appraisal, trong cái thời hạn mình làm cái loan á, thì nếu như mà có những cái gì đó mà không có theo cái ý nguyện của mình có quyền mình thương lượng lại với chủ nhà, và nếu cái thương lượng không thành công, mình có quyền mình hủy hợp đồng và lấy toàn bộ số tiền cọc lại. Mình chỉ mất những cái tiền mà mình trả cho cái appraisal và cho cái inspection thôi. Vậy mình có thể đợi được không? Thí dụ như mình muốn cái appraisal xong, rồi lúc đó mình mới order cái inspection để nhỡ may có một chuyện gì xảy ra, hoặc là even cái loan approval. Nếu mà mình đợi cái loan approval để make sure là nó mình có thể mình qualify trước, thì nó sẽ đỡ tốn kém cho mình hơn không? Dạ, cũng có khá nhiều người client muốn làm như vậy, nhưng mà thật sự là cái người địa ốc và cái người làm loan á, họ có thể họ ăn khớp với nhau, tại vì thường là cái này là hai người. Ví dụ văn phòng của Jenny thì bên Jenny làm cả hai thứ luôn, thì bên Jenny có thể linh hoạt được. Nhưng mà thí dụ thông thường á, là mình đi cái người làm loan riêng và cái người địa ốc riêng, thì họ phải ăn khớp với nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó cũng hơi khó cho là cái này đợi cái kia, là tại vì cả hai cái giống như em nói hồi nãy chị Hương, là mình tiến hành song song cùng một lúc. Tất cả những cái ngày mà để cho cái sự bảo vệ của mình nó đều đếm từ cái ngày mình mở escrow. Cho nên nếu mà mình đợi cái này cho nó xong rồi mình làm cái này á,
thì có thể là cái thứ nhì nó bị chậm. Thì khi mà mình bị chậm á, thì bên chủ nhà họ có quyền họ hủy cái hợp đồng với mình, tại vì mình không có làm đúng theo cái hợp đồng. I see. Okay. So then nếu mà như vậy đó thì nói đến lệ phí một chút xíu. Với Jenny đó, trong nguyên một cái real estate transaction thì tất cả những cái lệ phí nó tốn kém như thế nào? Lệ phí thì có hai phần, không phải có hai phần, tức là lệ phí trong một cái transaction thì có người bán và người mua. Thì người bán họ sẽ trả những cái lệ phí của bên họ và người mua sẽ trả những cái lệ phí của bên người mua. Tức là ai cũng có những cái lệ phí đó hết. Thì có những cái lệ phí không có tránh được, ví dụ giống như là title, escrow hoặc là underwriting fee, những cái lệ phí đó là ai cũng phải có hết. Và có những cái lệ phí là mình có thể mình kiểm soát, nó cũng gọi là lệ phí nhưng mà mình có thể mình tự chọn. Ví dụ mình có thể mua point, tức là để giảm cái phân lời, hoặc là mình chọn trả thuế đất và bảo hiểm chung thì nhà băng nó sẽ lấy trước tiền của mình, kiểu giống như ống heo vậy đó. Nhưng mà thay vì là mình giữ thì nhà băng giữ. Thì những cái đó chắc là phải một cái session khác để mình nói cụ thể hơn. Nhưng mà mọi người chỉ cần nhớ là khi mà mình mua nhà cũng giống như mình mua xe, thì có cái tiền trên cái giá xe và có tiền ra cửa, thì tiền ra cửa là những cái tiền lệ phí khi mà mình mua nhà. Ok, so nếu như vậy đó thì Jenny mang mình lại từ đầu và cho mình biết cả hai nha. Tại vì nãy giờ Jenny dùng chữ dùng tiếng Việt, nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình làm việc đó thì Hương cũng muốn các bạn hiểu cái từ của tiếng Anh, để khi mà họ làm trong cái transaction đó thì họ có thể họ hiểu rằng là họ, những cái bước của họ đi là như thế nào. So Jenny start từ đầu lại giùm cho mình được không? Dạ, ok. Sau khi cái offer của mình được nhận á, thì mình sẽ tiến hành mình mở escrow, là open escrow. Thì trong cái quá trình open escrow á, thông thường là khoảng trên dưới 30 ngày, mình sẽ bỏ tiền cọc vô trong escrow và mình bắt đầu kiểm nhà, là làm physical inspection. Mình check những cái giấy tờ mà chủ nhà gửi qua cho mình, những cái đó gọi là disclosures. Mình check cái chủ quyền nhà là title report. Đồng thời song song cùng cái những cái kiểm check như vậy là mình sẽ làm cái loan. Thì cái loan nó sẽ tiến hành cùng lúc và mình lock cái phân lời, mình bỏ những cái điều kiện để cho cái loan nó hoàn thành, và sau đó là mình sẽ kết thúc. Thì Jenny hy vọng là sau cái video này là mọi người sẽ không có sợ cái chuyện mua nhà nữa. Tại vì mình sợ mình không có đủ cái kiến thức á, thì mình sẽ sợ mình không dám mua nhà và mình bỏ đi cái giấc mơ Mỹ của mình, thì nó rất là uổng. Thì mình cần tìm một cái người chuyên viên có thể tận tâm tư vấn cho mình. Và tất khi mà mình phải qua những cái bước đường đó, nếu mà mình có một người làm real estate có kinh nghiệm lâu năm và có những cái sự hiểu biết đó, thì họ sẽ là người đưa mình qua những cái step đó, cho nên người realtor sẽ là người mà dẫn dắt mình. Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì realtor bên này là chuyên viên địa ốc chứ không có phải là chỉ là cái người chỉ điểm cái căn nhà không. Và mọi người cứ mạnh dạn mua nhà, nếu mà mình muốn và mình có khả năng mua nhà thì mình nên mua, mình đừng có sợ là mất tiền cọc hay gì hết, tại vì thực sự không có dễ để mất tiền cọc. Và nếu mà khi người ta mới bắt đầu ra tìm một căn nhà, họ chưa hiểu biết gì hết, nếu họ muốn tham khảo với một người chuyên viên địa ốc thì khi họ tham khảo như vậy có tốn kém gì không Jenny? Dạ, thường á là cái này tất cả là không có tốn kém. Jenny không có thể nói cho tất cả mọi người được, nhưng mà cái ngành này á, thì khi mà mọi người tham khảo với cái người làm địa ốc hoặc là cái người làm loan, những cái này không có tốn kém. Mình chỉ tốn những cái lệ phí khi mà mình mua được xong thôi, chứ trong cái lúc mà tư vấn hay là mua nhà là không có tốn lệ phí cho những người chuyên viên như vậy. Mua nhà là cả một quá trình tương đối dài, đòi hỏi kinh nghiệm và hiểu biết nhất định để giúp bạn có thể đưa ra những quyết định chính xác. Hy vọng sau khi theo dõi buổi nói chuyện hôm nay với Jenny, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn bao quát nhất về toàn bộ quá trình mua nhà tại Mỹ. Nếu bạn thấy video này hay, hãy nhấn like, chia sẻ để theo dõi những video tiếp theo nhằm giúp bạn có thể thêm những kinh nghiệm khi sống và làm việc tại Mỹ.